Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Gì nữa đây? Chúng ta cùng nhau để xem. Các bạn hãy chú ý về phía tay phải màn ảnh các bạn đang xem. Có một chiếc ô tô màu đỏ đang lấn làn. Và sau đó vượt qua một tình huống vượt cực kỳ ẩu của chiếc ô tô màu đỏ. Và tất nhiên đã có một tình huống tai nạn xảy ra rồi. Một pha vượt ẩu có thể nói là không nhìn vào gương hậu, chưa đảm bảo an toàn để vượt. May mắn là người điều khiển phương tiện vẫn an toàn. Còn đây là một tình huống xem thường tính mạng. Đường thì trơn trượt nhưng tài xế vẫn lưu thông với một tốc độ khá cao. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Do đường trơn trượt lại lưu thông với một tốc độ khá cao, tài xế đã không làm chủ được tay lái, do đó đã khiến chiếc xe xoay vòng. May mắn là ở trong tình huống này, người điều khiển phương tiện vẫn an toàn. Thì đây, một tình huống diễn ra vào đêm tối. Và chúng ta cùng nhau để xem. Một pha vượt khá ẩu của chiếc xe tải. Quá ẩu các bạn ạ. Một tình huống vượt ẩu từ phía sau lao lên giống như là một con thiêu thân, phi với một tốc độ cực kỳ cao và đã xảy ra tai nạn với chiếc xe có gắn camera hành trình, khiến cho chiếc xe có gắn camera hành trình đã phải xử lý hết cỡ nhưng vẫn không tránh khỏi một tai nạn xảy ra. Trời đang mưa khá to. Có một chiếc xe tải đang di chuyển thì lại dừng lại bất ngờ. Và sau đó, người đi xe máy cũng đã bất ngờ bớt thắng trước. Do đó, chiếc xe đã bị lật ngang. Xin nhắc lại khi lưu thông ở trên đường, hãy giữ cho mình một khoảng cách an toàn để tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc không mong muốn xảy ra. May mắn là không có bất cứ một va chạm, một tai nạn nào xảy ra đối với người đi xe gắn máy kia. Một tình huống diễn ra tại giao lộ, tại khu vực ngã tư. Cùng chờ xem. Rồi, xong luôn rồi. Các bạn có thể thấy chiếc ô tô màu đen từ bên phía tay trái lao ra với một tốc độ khá nhanh. Do đó đã có một tai nạn xảy ra. Một pha xử lý có thể nói là khá non kinh nghiệm, phán đoán tình hình rất kém. Đến khu vực giao lộ, đáng lẽ ra phải giảm tốc độ, như vậy mới tránh rủi ro được. Người ngồi ở trong xe kia là một nữ tài xế, và người ngồi bên chiếc ô tô màu đen kia là một nam tài xế. Mình thấy là ở trong tình huống này, nam tài xế khi đến đường nhánh đã lưu thông với một tốc độ khá chậm nhưng vẫn không tránh khỏi một tai nạn với nữ tài xế. Sợ thế. Người đi xe máy đã bất ngờ xảy ra tai nạn cũng như va chạm với một người chở vật gì đó đã là không can, và sau đó ngã nhau xuống đường. May mắn thay là ở trong tình huống này đã không có một trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chuyện gì nữa đây? Các bạn hãy chú ý vào hai người đi xe gắn máy này. Và đây là một tình huống tại cầu đầy bất ngờ của chiếc ô tô màu đen. Quá khó hiểu cho pha xử lý của tài xế trên chiếc ô tô màu đen. Ai đó hãy cho mình biết tại sao là tài xế trên chiếc ô tô màu đen lại tẹt đầu một cách đầy khó hiểu như vậy hay không. Sau đó chiếc ô tô màu đen bỏ chạy đi luôn. Một tình huống xử lý có thể nói đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều dấu hỏi cho chúng ta. Bởi vậy khi lưu thông ở trên đường có những tình huống đầy oái âm, đầy bất ngờ từ ở đâu rơi xuống mà chúng ta không thể nào lường trước được. Chuyện gì nữa đây? Cùng chờ xem. Ôi ơi, man đét ơi, ông nội này ông chạy cái kiểu gì quá trời. Từ làng bên kia phi hẳn sang làng của người ta để đi ngược chiều. Chắc là mất dán qua màn hình điện thoại hay sao rồi. Quá sợ các bạn ạ. Hứa này chạy kiểu báo hại người ta nè. Ôi sợ quá. Tài xế sau đó cũng đã bước xuống xe để xem xét tình hình. Chuyện gì ở đây? Một tình huống diễn ra tại giao lộ. Rồi xong luôn rồi. Mình có cảm giác dường như chiếc xe ben kia đã bị mất phanh thì phải các bạn, mất thắng. Do đó không làm chủ được tình hình. Còn đây là một góc ghi hình khác. Chỉ là một tai nạn nhẹ, nhưng chi phí sửa chữa chắc hẳn không hề nhẹ đâu.
Các bạn hãy để lại cho mình một đăng ký kênh, một nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Chuyện gì nữa đây? Cùng chờ xem. Ui ui ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Đường trên chợ của tài xế lại lưu thông với một tốc độ khá cao. Và một lần nữa, ở trong tình huống này, tài xế đã không làm chủ được tình hình, không làm chủ được tay lái, khiến cho chiếc xe nó bị xoay vòng. Gì nữa đây? Cùng chờ xem. Các bạn hãy chú ý vào chiếc container màu đỏ này. Chiếc container màu đỏ đầu tiên dừng lại bất ngờ các bạn ạ. Nhưng khá đến nỗi cho chiếc container có gắn camera hành trình là ở phía sau có một chiếc container khác đã tông vào đến chiếc xe có gắn camera hành trình. Quá đen, tránh được chiếc xe phía trước thì lại bất ngờ bị chiếc xe ở phía sau tông đến. Gì nữa đây? Ui, sang đường bất cẩn thế mà cô. Sang đường kiểu này không còn một cái tết xung vầy đâu nghiêng. Mình có một cái điểm để ý như thế này. Phụ nữ hãy muốn sang đường là phi sang luôn, hoặc bật xi nhan là sang đường luôn, chứ không thèm quan sát ai đâu. Các bạn hãy chú ý vào người đi xe gắn máy này. Ui, chiếc xe gắn máy đã rơi vào điểm mù của chiếc xe tải. Ui, bỏ chạy đi, bỏ xe đi. Ui, nếu mà lùi thêm một tí nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hậu quả sẽ ra sao đây? Sương mù dày đặc và đã phủ khắp cả mặt đường, và những phương tiện đang lưu thông đang bị hạn chế tầm nhìn. Lúc này có một chiếc xe nào mà vượt ẩu lên thì khả năng là ăn chuối cả nãy rất là cao. Mình vừa nói xong thì đã có một chiếc xe vượt ẩu, đó là một chiếc xe gắn máy. Wow, may mắn là người ta lưu thông với một tốc độ chậm đấy. Người đi xe gắn máy vẫn còn cơ hội để nghĩ về lỗi lầm của mình. Thì nữa đây, cùng để xem. Ôi, rồi xong luôn rồi. Quá khó hiểu tại sao chạy chậm như vậy mà vẫn xảy ra tai nạn được hay ta. Rõ ràng là ở trong tình huống này cả hai tài xế đều lưu thông với một tốc độ khá chậm và hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn xảy ra một tai nạn. Chuyện gì nữa đây? Cùng chờ xem. Một tình huống lẫn làng vượt ẩu của một chiếc xe tải, và nối đuôi theo đó là thêm một chiếc xe khác nữa. Tài xế trên xe gắn cam sau đó cũng phải dừng lại để đảm bảo an toàn. Chuyện gì nữa đây? Cùng cho xem. Ôi, cổ quay. Cái này mà lỡ như có qua chạm giao thông có tông trúng thì lại động vào lao động chính của gia đình. Thêm một tình huống sang đường đầy bất cẩn nữa của người đi xe đạp. Một tình huống diễn ra ở trên cầu. Chiếc ô tô màu đỏ đi ngược chiều ở trên cầu luôn các bạn. Ghê không? Lỗi này thì phải nên tước bằng vĩnh viễn, không khéo lại mang họa cho người khác. Chuyện gì nữa đây? Ui! Một tình huống phi ngang như một cơn gió của một chiếc xe gắn máy tạt đầu chiếc xe có gắn camera hành trình. Các bạn hãy chú ý về bên phía tay trái màn ảnh các bạn đang xem. Chuyện gì đây? Đây, nó vượt ẩu cái gà, thấy ghê không các bạn? Và tất nhiên sau tình huống vượt ẩu trên đã có một tình huống va chạm với chiếc xe có gắn camera hành trình. Sau đó chiếc ô tô màu trắng đó bỏ chạy luôn. Gì nữa đây? Một tình huống dừng lại đầy bất ngờ của chiếc ô tô màu đen. Dường như chiếc ô tô màu đen ở phía trước đã dừng lại bất ngờ để tránh người đi xe máy sang đường. Nhưng phải công nhận một điều là chiếc xe có gắn camera hành trình thắng cực kỳ tốt. Xe máy không, xe mình thắng tốt lắm. Xe xịn quá. Nếu như trong tình huống này thắng xe của chiếc xe có gắn camera hành trình không được tốt thì có thể đã xảy ra một tình huống không biết từ phía sau. Xin nữa đây, cùng để xem. Ôi, một pha chuyển làn này bất ngờ không thể mở xi nhan của một chiếc xe taxi màu xanh. Chuyển làn theo kiểu là đường của bố nó mua. Muốn chuyển là chuyển. Quá sợ các bạn ạ. Chạy như vậy thì bảo sau người tài xế lại bài. Chuyện gì nữa đây? Một chiếc xe gắn máy
đang di chuyển thì đột nhiên bất ngờ thình lình dừng lại, sau đó rẽ sang trái đầy bất ngờ. Đây thì ghê không các bạn, sợ thật. Pha này thật sự rất là khó đỡ các bạn ạ, rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng may mắn là tài xế đã phản xạ và đánh lái kịp thời. Gì nữa đây? Chúng ta cùng nhau chờ xem. Có một chiếc ô tô để đi chiều các bạn ạ. Đúng là như vậy các bạn. Ôi, đi cái kiểu gì quay? Quay! Đi cái kiểu gì vậy? Mèn đét ơi, chạy quậy mà chạy được hay trời. Quá sợ các bạn ơi. Gì nữa đây? Cùng chờ xem. Ôi ôi, lại tiếp một tình huống đi ngược chiều vòng xoay. Ở chỗ mình gọi cái vòng này là cái vòng xuyến các bạn. Quá sợ các bạn ơi. Một tình huống không khác gì một người mới vừa mua bằng. Mặc dù là người đi sai, nhưng có vẻ như tài xế trên chiếc ô tô màu đen kia vẫn không chịu quay đầu lại để đi đúng luật. Khá là cứng đầu. Chịu quay đầu rồi à? Không có ý thức, không có văn hóa giao thông. Chuyện gì nữa đây? Lần này thì đến chuyến xe tải đi ngược chiều. Quải trưởng thì chứ. Các bạn nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh, một nhấn chuông để ủng hộ mình nhé. Gì nữa đây? Cùng chờ xem. Ôi, một tình huống từ đường nhánh đi ra, vẫn giữ nguyên tốc độ và lưu thông với một tốc độ cực kỳ cao của chiếc ô tô màu đen. Đây chính là chiếc ô tô màu đen này, từ đường nhánh mà phi ra với một tốc độ khá cao các bạn ạ. Do đó đã có một tai nạn xảy ra ở trong tình huống này. Quá sợ. Một tình huống xử lý đầy bất cẩn của chiếc ô tô màu đen. Chị đưa đây, thêm một tình huống từ đường nhánh đi ra vẫn giữ nguyên tốc độ. Ui, sợ thế. Mấy ông chạy kiểu này có ngày ngắm gà tổ thân ăn chuối cái nãy. Đi ẩu như thế này chẳng may xảy ra chuyện gì thì vợ của mình thần khác sai, con của mình thần khác sai. Chuyện gì nữa đây? Lại thêm một tình huống đi ngược chiều nữa của một chiếc ô tô màu đen. Ôi là trời. Có lẽ clip hôm nay là clip dành cho những tình huống đi ngược chiều thì phải. Quá sợ. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đỏ này. Đây là một tình huống mở cửa xe đầy bất cẩn. Và chiếc xe có gắn camera hành trình đã phản xạ kịp thời, đánh lái xuất thân mới tránh khỏi một tình huống tai nạn xảy ra. Mở cửa xe phải nói là không có ý thức. Chuyện gì nữa đây? Đường quá là gành cò. Và chiếc xe có gắn camera hành trình vẫn lưu thông với một tốc độ khá cao, thì ở phía trên có một chiếc xe lấn lan vượt ẩu. Ôi sợ quá mẹ ơi. Quá sợ. Chị chậm thôi các bác tài ơi, không biết là ở phía trước của chúng ta là có những chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện gì nữa đây? Rồi, lại là một tình huống lấn lan, lấn hẳn sang phần đường của người khác. Đường khá rộng và khá thoáng không bị kẹt xe, nhưng không hiểu vì lý do gì chiếc ô tô màu trắng kia vẫn quyết định lấn lan. Xin nữa, lại tiếp một tình huống đi ngược chiều nữa, và lần này đến chiếc xe gắn máy. Một nữ ninja đang điều khiển chiếc xe gắn máy của mình phi hẳn vào làn tốc độ cao để đi ngược chiều. Lại tiếp tục là một tình huống lấn lan vượt ẩu, và lần này là đến chiếc xe tải. Ôi là trời, cái gì vậy trời? Mình không còn những từ ngữ, những lời bình luận nào cho những pha xử lý có thể nói là cực kỳ bố đê, ẩu tả và rất dễ xảy ra tai nạn của các tài xế. Chuyện gì nữa đây? Một tình huống dừng chờ đèn đỏ. Thì đột nhiên có một chiếc ô tô màu trắng vượt đèn đỏ luôn. Mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu các bạn. Chạy được một đoạn thì chiếc ô tô màu trắng này lại vượt đèn đỏ thêm một lần nữa. Biển số là 30G. Đây, tiếp tục vượt đèn đỏ. Cái này là do ý thức con người, do ý thức tham gia giao thông rồi.
Nó biết luật, nó hiểu luật, nhưng nó vẫn cố tình vượt đèn đỏ đấy. Chuyện gì nữa đây? Một người đàn ông đang lưu thông trên một chiếc xe gắn máy thì bắt đầu tạt đầu để rẽ trái. Người đàn ông này khá lớn tuổi, là một cụ già, sau đó đã tỏ thái độ khá là hưng học đối với tài xế có gắn camera trên. Và chúng ta cùng nhau chờ xem. Sao vậy? Thì bác có nhìn thấy biển không? Bác có nhìn thấy biển cấm rẽ trái không? Bác có nhìn thấy biển cấm rẽ trái không? Bác có nhìn thấy biển cấm rẽ trái không? Bác rẽ trên đồng đó. Hả? Biển cấm rẽ trái kia bác này. Không, cấm rẽ trái. Nhìn biển thế nào? Sao nhìn biển thế nào? Sao nhìn biển cấm rẽ trái thế nào? Sao lại đi như thế? Thôi người ta cấm rồi đâu? Ra nhìn biển lại đi. Thôi mày đừng có lằng nhằng, tao nó đấm cho mày cây mày sao đấy. Đấm. Mày tưởng tao không dám đấm mày à? Hả? Sư nhà mày, mày tưởng tao dám đấm mày à? Mày đi đi đi. Tao dù nếu có sai nhá, mày cũng phải dừng lại nhá. Chứ mày mày đã đấm vào bác chưa? Cháu đã đấm vào bác chưa? Không, nhưng mà đi sư mày. Ra nó không. Cháu đã đấm vào bác chưa? Mày bác... cố tình mày. Cháu đâm vào bác chưa? Chưa đâm nhưng mà nó ngã một cái mày đâm ngay. Mày phải biết là thằng già. Cái sư mày. Nhưng mà cháu đâm vào bác chưa? Này. Mẹ cái sư mày. Mày tao không phải trẻ danh. Tao dịch trong Lê Duẩn đây. Nhưng mà ở đời nhưng mà cháu chưa đâm vào bác. Chưa bác. Đâm mày còn cãi bảo mày chưa đâm. Mày đâm tao, mày đâm thì ra trên tôi rồi. Mày có xin tao không? Mày có xin không? Mày xin đánh nhau. Mày xin đánh nhau. Mày có xin không? Mày không đủ sức với tao đâu. Bây giờ cái đường cấm rẽ trái đó bác này rẽ trái. Bác này còn nói gì? Này. Mày cốt mình mà. Bác là gì? Mày phải xin tao. Nhưng mà cháu chưa chạm vào bác và bác chưa chạm nhưng mà mày chạm tao chết toi rồi. Tao không có sức khỏe tao chết toi rồi. Quá bố đời. Ôi ôi ôi, lại thêm một tình nạn đi ngược chiều nữa của chiếc ô tô màu trắng các bạn. Gì quậy trời? Sao nhiều tình huống đi ngược chiều quậy nè? Chuyện gì nữa đây? Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu trắng này. Đang di chuyển thì lại dừng lại một cách đầy bất ngờ. Một tình huống dừng lại bất ngờ như thế này rất dễ xảy ra một tai nạn dòng to từ phía sau. Chúng ta cùng nhau để xem chuyện gì đã khiến tài xế trên chiếc ô tô màu trắng kia dừng lại bất ngờ như vậy. Là tài xế dừng lại để tránh một chú chó sang đường. À, thì ra chuyện là như thế. Các bạn nghĩ sao về tình huống này? Nếu như xảy ra tai nạn thì sao? Chuyện gì nữa đây? Các bạn hãy chú ý về phía bên tay trái màn ảnh các bạn đang theo dõi. Có một chiếc xe lấn làn vượt lên để đi ngược chiều đấy. Thì ghê không các bạn? Tất cả vì miếng cơm manh áo không đó. Quá sợ. Quá khác biệt so với phần còn lại. Chuyện gì nữa đây? Đừng bảo là đi ngược chiều nữa nghe. Đúng là như vậy các bạn ạ. Lần này thì đến chiếc xe tải. Ôi thằng Linh ơi, hình như bây giờ là tình trạng đi ngược chiều nó đang gia tăng thì phải các bạn ạ. Chuyện gì nữa đây, các bạn hãy chú ý vào chiếc xe khách này. Chiếc xe khách này đang đi vào làn khẩn cấp. Thấy sai sai rồi. Đi được một đoạn thì chiếc xe khách nhận ra đã có một điều bất thường. Do đó đã quyết định chuyển làn và đi lại đúng luật, đi đúng phần đường làn đường của mình. Nhưng ý đồ của chiếc xe khách chưa kịp thực hiện thì ở từ phía sau đã có một chiếc xe của chiến sĩ cảnh sát giao thông lao đến. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Tất nhiên là phải đóng phạt ở trong tình huống này rồi. Đường khẩn cấp mà mấy anh dám chạy thì kính đời. Làn đường khẩn cấp chỉ dành cho những phương tiện ưu tiên, xe đang gặp sự cố. Xe của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, những phương tiện ưu tiên khác ví dụ như là xe chữa cháy, xe cấp cứu. Làn đường của mấy ông mà mấy ông không chạy, mấy ông cứ phi vào làn khẩn cấp mấy ông chạy thì nếu như mà có bị phạt thì cũng không có oan ức gì đâu.
mấy ông xe khách làm nghề tài xế chắc chạy tiền dữ lắm, do đó thì bị phạt thì cũng có thấm thía gì mấy ông đâu, đúng không? Chuyện gì nữa đây? Lại tiếp tục là một tình huống đi ngược chiều của chiếc xe gắn máy. Ôi, gì vậy trời? Sao nhiều tình huống đi ngược chiều thế nè? Hồi nãy thì chiếc xe khách đi vào làn khẩn cấp, còn bây giờ thì chiếc container đi vào làn xe máy nè. Cái quái gì đang xảy ra ngoài trời? Bên cái làn xe ô tô, xe bự thì không chịu chạy đâu, cứ thích phi vào làn xe máy để chạy. Loại này nếu như không phạt thì hơi phí. Lãi ông thằng này luôn thì chứ. Mất cái giống gì á, cái làn của mình thì mình không chạy mà mình cứ thích chạy qua làn của người ta. Đây đây đây, đấy nữa nè, thấy không? Lại là container đi qua làn xe máy nữa nè. Đấy, biển số là 15GM00167. Làn xe máy người ta chỉ có một làn duy nhất thôi, mà mấy ông còn lấn vào như vậy thì người ta đi kiểu gì đây? Đây 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 đây, ba chiếc xe đạp tập thể dục nhưng lại đi ngược chiều, thấy không? Tập thể dục nhưng lại làm biến, chạy thể dục mà làm biến đạp để đi vòng lại thì nghỉ mẹ đi. Gì nữa đây? Cùng chờ xem. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Ôi ôi, và có dấu hiệu say xỉn rồi, không có tỉnh táo rồi. Không sai là không về rồi. Sao đây? Đấy, tác hại của bia rượu đấy. Cứ này mà di chuyển thêm một đoạn nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Còn đây cũng là một ông thằng men khác, cũng say rượu, cũng rượu bia luôn. Đấy, rượu bia khi lái xe, tác hại của rượu bia là đây. Ôi, coi chừng đấy, không sao, Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta. Ôi, coi chừng tông vào gốc cây cho ông nội ơi. Không sao. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế của chúng ta lái xe một cách an toàn và hoàn dạng bình an trên mọi nẻo đường.